Chào các bạn, trong video này chúng ta lại tiếp tục với Excel cấp độ 2 và cụ thể thì nội dung của chúng ta sẽ là bài 4 chủ đề B điều chỉnh và định dạng biểu đồ. Trong đó, các bạn sẽ tập trung vào việc là điều chỉnh đơn vị tính trên trục và nhãn biểu đồ. Cái vấn đề nó có nghĩa là gì? Các bạn mở hộ tôi file thực hành có tên là 4.2.6.e01 dữ liệu bán hàng. Thì trong cái file này các bạn có thể thấy ngay này, cái biểu đồ của chúng ta thì khá là hạn chế về mặt diện tích, nhưng cái cái số liệu ở trên này này thì lại khá là lớn bởi vì các bạn biết là trong cái số liệu doanh thu của tiếng việt chẳng hạn thì thường là chúng ta sẽ lên đến hàng trăm triệu hàng triệu hàng trăm triệu rồi hàng tỷ thế do vậy là tốt rất tốn diện tích thế bây giờ tôi muốn cái số liệu này nó ngắn gọn nó nhỏ lại thì một số bạn sẽ nghĩ đến việc là vào cái bảng dữ liệu ở đây và chia bớt đi cho chia bớt cho một triệu thì số liệu ở đây nó sẽ gọn lại Đương nhiên, đương nhiên là điều đấy hoàn toàn được. thế nhưng mà không ai làm thế cả, bởi vì là số liệu thực trên bảng các bạn hãy để nguyên nó như vậy và cho chỉ xem là làm thế nào để điều chỉnh được cái số liệu ở trên nhãn này trục này thôi. Thế cách thức làm thì ra rất đơn giản. Ta muốn sửa cái gì thì chuột phải lên đối tượng đấy. Cụ thể là ta muốn sửa cái trục đây thì các bạn chuột phải, sau đấy chọn là format axis. Thì khi chúng ta chọn là format axis thì chúng ta thấy là hiện ra một cái panel ở phía bên tay phải và và cái panel này nó đặt ở luôn vị trí là gì format statistics. Thì um, các bạn xuống nhìn một chút ở đây sẽ thấy là nó sẽ có những cái giá trị nhảy, ví dụ các bạn muốn nhảy 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 cái cái mức này là bao nhiêu đó, thì các bạn có thể điều chỉnh những cái giá trị nhảy ở trong đó. Thế còn cái mà chúng ta đang quan tâm ở đây là giá trị hiển thị như thế nào? Giá trị hiển thị của chúng ta là cái đơn vị hiển thị cụ thể mà tôi muốn đây là đến hàng triệu cho nó ngắn bớt đi Đó. Thì nếu mà các bạn để đây là millions hoặc là hàng triệu chẳng hạn Thì các bạn sẽ thấy là chỗ này nó sẽ có gọn lại à, Như vậy là 600 triệu chẳng hạn Lúc đấy nó sẽ chỉ còn lại là có 600 không chẳng hạn Rồi, thế nếu mà các bạn muốn là um, Chỗ này nó hiện chữ millions thì nhiều lúc có thể là không hiểu lắm thì thôi Trong chỗ đấy thì ta gõ một hàng triệu chúng ta làm bao nhiêu nhỉ? 1 2 3 4 5 6 số 0. Đấy là hàng triệu. Các bạn gõ 1 với 6 số 0 sau enter thử xem. Đấy các bạn sẽ thấy là gì? Số liệu ở đây sẽ chính là bao nhiêu đấy nhân với uh, bao nhiêu số 0. Ừ. Thì đây, cái cách thức để chúng ta làm thế nào để điều chỉnh được cái đơn vị tính của chúng ta là nó gọn gọn lại phù hợp với cái cái cái, cái, cái có thể là gì cái doanh thu cái số trong trong tiếng Việt. Nên một số cái còn lại khác chẳng hạn như các bạn muốn thay đổi về cái cái độ nhảy của nó Ví dụ như là độ nhảy thấp nhất là bằng 0 Như các bạn muốn là gì nó nhảy luôn từ uh, bao nhiêu đấy chẳng hạn 10.000 chẳng hạn À thôi ta để 1 triệu đi 1 Ở đây là số hàng đúng không ạ Thì các bạn gõ 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 số 0 Minimum chẳng hạn Enter cái Thì các bạn sẽ thấy là gì Cái giá trị thấp nhất của nó sẽ là 1 triệu và các bạn có thể làm điều chỉnh tất cả các thông tin ở trên này làm sao cho nó phù hợp với nhu cầu của mình như chỗ này tôi gõ thừa số 1 2 3 4 5 6 đúng rồi tôi gõ thừa một số trên là tôi thấy số này nó bớt đi một số đâu đấy xóa bớt đi để cho một triệu thôi enter đấy thì các bạn sẽ thấy thông tin trên này nó hiện ra đúng như cái mà chúng ta mong muốn rồi thì các bạn chịu khó xem thêm tất cả các thông tin khác trên này điều chỉnh những cái này nó sẽ ra những cái thiết lập khá là hay đối với cái cái trục À, và đồng thời nó sẽ ảnh hưởng đến cái số liệu trên nhãn luôn. Nếu các bạn có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thêm có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.